Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Điểm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 174 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Điểm Radio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Nghịch đồ, từ đâu mà ngươi có được quả trí tuệ này? Bất Nộ Tăng kinh ngạc hỏi. Cướp được nó, Lý Thanh Sơn nói. Cái gì? Bất Nộ Tăng sửng sốt, cảm giác đầu óc mình có chút không đủ dùng. Cướp đồ từ chỗ của Đại Dung Thụ Vương mà thứ cướp được còn là quả trí tuệ, dù là Hoàng tộc Long Châu ra tay sợ cũng không làm được. Sư phó ngươi đang nói nhảm sao? Đương nhiên là Đại Dung Thụ Vương đưa cho ta rồi. Lý Thanh Sơn lắc đầu. Bất Nộ Tăng yên lặng, hắn từ chỗ Đa Cát biết được quan hệ của Lý Thanh Sơn và Đại Dung Thụ Vương không bình thường. Giá Nhân Sơn có chi nhánh của Đại Dung Thụ Vương, nhưng chi nhánh của Đại Dung Thụ Vương có nhiều hơn nữa, nhưng có thể ngưng kết được quả trí tuệ thì chỉ có mấy cái. Nhạc Vũ Dương nhíu mày, trong lòng có chút dao động. Chẳng lẽ Tu La Chàng thật sự là Đại Dung Thụ Vương tặng cho hắn sao? Con ruột của ta cũng không thân thiết như vậy. Nhạc Minh cảm thán một tiếng, lại bị Nhạc Vũ Dương trừng mắt nhìn một cái, thầm nói: thật không ngờ Lý Thanh Sơn này lại hào phóng như vậy. Sư muội đúng là không uổng phí khi chờ đợi nhiều năm. Thiệt thòi cho nàng bình thường giống như đàn ông. Ánh mắt nhìn đàn ông này thật đúng là khiến người ta không thể không phục được. Thanh Sơn, ta nhận tâm ý của ngươi, nhưng vật quý giá như vậy ta không thể nhận được. Hay là ngươi để dùng đi. Hàn Quỳnh Chi phục hồi tinh thần lại, trả lại quả trí tuệ cho Lý Thanh Sơn. Giữa chúng ta còn phân chia gì nữa? Hơn nữa ta cũng ăn một quả rồi, có ăn thêm nữa cũng vô ích thôi. Quả này của ngươi còn tốt hơn quả trước kia của ta nhiều. Nó được Đại Dung Thụ Vương ngưng kết sau khi thăng chức làm thần của Vũ Châu, chứa đựng một mài vành vụn của Vũ Châu đỉnh, nói là có công dụng đặc biệt khác. Ánh mắt Nhạc Vũ Dương nhìn chằm chằm vào quả trí tuệ. Chẳng trách hắn lại cảm thấy bên trong có một ít phép tắc thiên địa. Giá trị của một quả trí tuệ này sợ là còn hơn cả Tu La Chàng, đủ để thay đổi quỹ đạo cả đời của một tu hành giả. Nếu người tiếp nhận quả trí tuệ này không phải Hàn Quỳnh Chi, thậm chí hắn còn có ý định sẽ ra tay cướp lấy nó. Hàn Quỳnh Chi cũng không nhường nữa. Thật ra khi nghe tin Lý Thanh Sơn quét Thạch Nạn Châu Chấu, nàng vừa cảm thấy vinh hạnh, vừa có chút thất vọng. Những năm qua nàng khổ tâm tu hành, vốn cho rằng có thể tiến gần hơn hắn một chút, nhưng từ biệt nhiều năm lại phát hiện khoảng cách đang càng ngày càng lớn. Nàng đã sắp không còn hy vọng đuổi kịp. Thật đúng như dự đoán ban đầu của Hàn An Quân. Nhìn Lý Thanh Sơn trước mặt, nàng yên lặng nói: có quả trí tuệ này, ta có thể gần ngươi thêm một chút. Ngươi ăn xong thì đưa hạt giống cho ta, ta bảo Đại Dung Thụ Vương đến đối chất với họ. Lý Thanh Sơn nói với Hàn Quỳnh Chi. Không cần. Quỳnh Chi, quả trí tuệ này có giá trị phi phàm, ngươi nên dành chút thời gian từ từ luyện hóa đi. Nhạc Vũ Dương nói. Vâng, sư phó. Hàn Quỳnh Chi nói. Nói như vậy, Đại tướng quân Vương chịu tin tưởng ta rồi. Lý Thanh Sơn cười nói. Coi như Tu La Chàng của người là do Đại Dung Thụ Vương tặng cho người, vậy thì Đại Dung Thụ Vương lấy nó từ đâu? Nhạc Vũ Dương nói. Cái này thì ngươi phải hỏi Đại Dung Thụ Vương rồi. Nếu ngươi không muốn đi Vũ Châu thì phải chờ một khoảng thời gian nữa. Lý Thanh Sơn buông tay nói. Thời điểm hắn đưa cho người, chẳng lẽ không nói cho ngươi biết sao? Nhạc Vũ Dương nói. Hình như là nhặt được ở đâu đó. Lý Thanh Sơn nói. Có thể lấy ra cho ta xem một chút được không? Nhạc Vũ Dương nói. Không thành vấn đề. Lý Thanh Sơn lấy Tu La Chàng ra đưa cho Nhạc Vũ Dương. Không ngờ đã phát triển đến tình trạng như vậy rồi. Xem ra người đã hao phí không ít tâm tư nhỉ. Nhạc Vũ Dương vứt ve Tu La Chàng. Huyết khí nặng nề bao phủ ở phía trên nằm ngoài dự đoán của hắn, không biết đã trải qua bao nhiêu trận tranh giết rồi. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn ở trong Tu La Chàng đã đánh thắng nhiều trận đại chiến mang tính quan trọng. Đã có thể triệu hồi A Tu La Soái rồi nhỉ? Ngươi có thể điều khiển được sao? Nhà Vũ Dương nghi hoặc,
sức chiến đấu của Atula còn mạnh hơn nhiều so với các tu sĩ bình thường. Nếu tu vi không cách biệt nhiều thì trên căn bản là không có chút phản thắng nào. Có thể thì có thể, nhưng mà đã giết rồi, chỉ để lại một tên thuận mắt thôi, cũng không cần phải điều khiển gì. Ai giết? Giết như thế nào? Cái này mà giải thích thì phiền phức lắm. Dán hỏi đại tướng quân vương, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Cứ nói thẳng đi. Lý Thanh Sơn có chút mất bình tĩnh. Lý Thanh Sơn, ngươi đừng tưởng rằng ta tới đây để gây bất lợi cho ngươi. Nếu không thì sẽ không đặc biệt gọi ngươi là sư phó. Có thể ngươi đã biết mỗi một trận tu la chàng đều không giống nhau. Ta nghi ngờ tu la chàng trong tay ngươi vốn thuộc về hoàng tử Tự Khánh, sau này bị Bắc Nguyệt cướp đi. Bắc Nguyệt bỏ mạng ở Vũ Châu mới rơi vào trong tay Đại Dung Thụ Vương. Ban đầu khi hoàng tử Tự Khánh đi đến quận Như Ý, vì luyện chế tu la chàng nên đã gây ra động tĩnh rất lớn. Đại tướng quân vương biết rõ điều này. Khi tu la chàng lần nữa xuất hiện ở phủ Thanh Hà, hắn lập tức nghi ngờ chuyện này. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng như vậy thì sao? Lý Thanh Sơn nói. Ngươi cũng biết, hoàng tử Tự Khánh cũng đã vượt qua 3 lần thiên kiếp trở thành tam thái tử của đại hạ. Chuyện của tu la chàng rất nhanh sẽ truyền vào trong tai hắn. Ta nghe nói hắn vốn có thù oán với người. Nếu hắn biết được tu la chàng thất lạc rơi vào trong tay người, thì... chỉ sợ sẽ lập tức tìm tới gây phiền phức cho ta. Ánh mắt Lý Thanh Sơn hơi sáng lên. Mối thù của Lý Thanh Sơn đối với con rùa Tự Khánh kia vô cùng sâu sắc. Nhưng để nói phải đặc biệt đến Long Châu báo thù thì quá phiền phức. Còn nếu là do hắn vượt ngàn dặm xa xôi đến tận cửa chịu đòn thì còn gì bằng nữa. Ngươi không lo lắng sao? Nhà Vũ Dương vốn cho rằng khi nói ra những lời này thì dù Lý Thanh Sơn không sợ đến nỗi mất mặt không còn giọt máu thì cũng mặt tối sầm lại. Còn thái độ này của hắn thật khiến người ta bất ngờ. Có thể nói kể từ khi gặp mặt người đàn ông này luôn làm cho hắn phải ngạc nhiên. Lý Thanh Sơn nói. Lo lắng? Sao lại không lo lắng chứ? Nhưng ta lại lo là hắn không tới. Sư phụ, ta phải làm sao bây giờ? Hàn Quỳnh Chi lo lắng nói. Nếu bị một đại tu sĩ coi là kẻ thù thì chẳng nói làm gì. Đằng này lại là hoàng tử của đại hạ. Thời gian Tự Khánh làm Như Ý hầu tuy không dài, nhưng đã bị bản tính tàn bạo của Như Ý ăn sâu vào trong máu. Cách đơn giản nhất là đồ của ai thì trả lại cho chủ nhân của nó. Nếu không Tự Khánh nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Dù sao thì đây cũng là đồ do hắn luyện ra. Đây là sự thật không thể chối bỏ. Hơn nữa, Đại Dung Thụ Vương mà ngươi nhắc đến bây giờ đang là kẻ thù của đại hạ. Nếu ngươi nói ra thì sẽ khiến cho người khác biết điểm yếu để bắt bẻ. Nhà Vũ Dương nghiêm mặt. Hắn vẫn chưa quen với thái độ bất kính với trưởng bối của Lý Thanh Sơn. Tướng quân có ý tốt, Lý Thanh Sơn vô cùng cảm kích. Nhưng nếu để bà ta vô duyên vô cớ giao tu la chàng ra thì e là không được rồi. Lý Thanh Sơn lắc đầu cười nói. Còn có một cách khác, ngươi đem tu la chàng giao cho ta, coi như là ta cho ngươi mượn dùng. Mọi chỉ trích của Tự Khánh ta sẽ đứng ra gánh chịu. Nhà Vũ Dương vỗ vỗ vào tu la chàng trong tay, thể hiện mục tiêu thực sự của hắn. Dựa vào thân phận đại tướng quân vương của hắn cũng đủ để chống lại vị thái tử của đại hạ. Ngươi yên tâm, Nhạc Vũ Dương ta không phải là loại người cậy mạnh bắt nạt yếu, càng không phải người lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để kiếm lợi. Ta sẽ bù đắp đầy đủ cho ngươi. Có thể mời sư phụ của ngươi đến đây làm chứng. Nếu Lý Thanh Sơn thật sự chỉ là một tu sĩ kim đan thì không cần phải bàn cãi. Đây rõ ràng là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng dù hắn muốn dụ Tự Khánh đến đi chăng nữa cũng sẽ không mang tu la chàng ra để dụ. Còn chưa nói đến giá trị của tu la chàng đối với Lý Thanh Sơn thì Nhạc Vũ Dương căn bản không cách nào có thể bù đắp được. Còn có cách nào khác sao? Vậy ta phải hỏi sư phụ người. Nhà Vũ Dương tin rằng cuối cùng Lý Thanh Sơn sẽ chấp nhận lời đề nghị này của hắn. Những lời mà Nhạc đạo hữu nói cũng là một cách giải quyết rất hay. Nhưng nếu ngươi thực sự không muốn từ bỏ tu la chàng thì hãy quay trở lại Thiên Long Thiền Viện đi. Bất Nộ Tăng nghiêm mặt nói. Nếu Tự Khánh nhất định ép ta giao tu la chàng thì Thiền Viện Thiên Long thật sự sẽ đứng ra bảo vệ ta sao? Lý Thanh Sơn lắc đầu. Nếu đó là Tiểu An thì còn có thể, nhưng hắn thì không có mặt mũi này. Ta sẽ bảo vệ người, Bất Nộ Tăng nói. Đa tạ sư phụ, ta không muốn làm khó người, càng không muốn dựa vào sự bảo vệ của người khác. Những lời nói của Bất Nộ Tăng càng chứng minh những suy đoán của Lý Thanh Sơn. Thanh Châu không phải là một nơi hoang vu như Vũ Châu,
dưới sự thống trị 5.000 năm của vương triều Đại Hạ, dù có xảy ra điều gì đó bất ổn thì cũng đủ để uy hiếp một môn phái. Nếu Tu La Chàng thuộc về hắn, thì Thiền viện Thiên Long cũng sẽ không cho phép người ngoài bước nửa bước vào cửa. Nhưng với thân phận là thái tử của mình, thì dù tự khánh chỉ có 3 phần hợp tình hợp lý, hắn cũng có thể biến nó trở thành 10 phần. Phương trượng Vũ Yếu Tăng sẽ không thể vì hắn mà đối đầu với tự khánh, nói không chừng còn khuyên bảo hắn giao Tu La Chàng ra để dĩ hỏa vi quý. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, Nhạc Vũ Dương nói. Không cần suy nghĩ, nếu tự khánh muốn tới thì cứ để hắn tới. Lý Thanh Sơn nói đến đây, đột nhiên quay đầu lại. Không phải đã tới rồi đấy sao? Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Bất Nộ Tăng và Nhạc Vũ Dương đều đứng lên. Họ cũng có thể cảm nhận được một luồng hơi thở hào hùng đang nhanh chóng tiến vào Hàn phủ. Bọn họ ngạc nhiên nhìn Lý Thanh Sơn, không ngờ hắn lại có cảm giác nhạy bén đến như vậy. Nhưng trong nháy mắt, luồng khí đó đã bao phủ toàn bộ khoảng không phía trên Hàn phủ. Một giọng nói vừa lạnh nhạt vừa thở ơ uy nghiêm từ trên không trung vang lên. Lý Thanh Sơn đang ở đâu? Một nam tử đội vương miện vàng và áo choàng rồng màu vàng nhạt nhìn xuống phía dưới Hàn phủ. Trên người hắn lộ ra vì gì đó hơi hoang mang nhưng lại rất cao quý. Nó dung hòa vào giọng nói khí chất của hắn. Mà bên cạnh hắn lại có một nữ nhân mặc đồ trắng đang đứng khoanh tay. Trong tay nàng cầm một cây quạt xếp bằng ngọc. Trên mặt hiện lên một nụ cười nửa miệng. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản, không có vẻ vênh váo hung hăng như tên nam tử kia, nhưng lại mang trong mình phong thái tự nhiên và duyên dáng riêng. Tự khánh, đã lâu không gặp. Lý Thanh Sơn đi ra ngoài điện rồi dừng lại một chút. Còn có cả Cố Thông Lĩnh. Nhiều năm không gặp, quả nhiên nàng cũng đã trải qua 3 lần thiên kiếp nên phong thái cũng hơn xưa rất nhiều. Lý Thông Lĩnh, tứ thái tử muốn tìm người nên ta mới dẫn hắn tới đây, ngươi đừng trách ta. Cố Nhật Ảnh mỉm cười nói. Không đâu, ta cảm ơn ngươi còn không kịp nữa ấy chứ. Lý Thanh Sơn cười hỏi. Không biết thái tử tìm ta có việc gì? Tự Khánh nhìn thấy Bất Nộ Tăng và Nhạc Vũ Dương đang đứng sau lưng Lý Thanh Sơn, liền kiềm chế ý định giết người của mình, thẳng thắn nói. Giao Tu La Chàng ra đây thì ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Nếu không thì... Mặc dù đã rất kiềm chế, nhưng thậm chí càng lộ rõ ý đồ uy hiếp hơn. Chúng ta có ân oán gì? Lúc đó chẳng phải ngươi tự nhận thua sao? Lý Thanh Sơn quay người lại, lấy Tu La Chàng từ tay Nhạc Vũ Dương, rồi tùy ý ném một cái. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của Tự Khánh. Hắn buột miệng nói. Tu La Chàng của ta. Sai rồi, đó là Tu La Chàng của ta. Lý Thanh Sơn đính chính lại. Lý Thanh Sơn, Tu La Chàng của ngươi từ đâu mà có? Tự Khánh chất vấn. Ta nhặt được ở ven đường, ngươi quản được sao? Có nhân có câu nói, ai nhặt được thì là của người đó. Lý Thanh Sơn lười không muốn giải thích. Lý Thanh Sơn, Tự Khánh nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng ngực hừng hực tức giận. Từ sau khi hắn trải qua 3 lần thiên kiếp, từ một hoàng tử bình thường trở thành hoàng tử của Đại Hạ, thì không có người nào dám nói như vậy với hắn. Nếu không phải Bất Nộ Tăng đang ở đây, thì hắn nhất định sẽ giết Lý Thanh Sơn tại chỗ. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta đếm đến 3. Nếu ngươi trả lại Tu La Chàng cho ta, thì ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. 1 2 Lý Thanh Sơn cười nói. 3 Tứ thái tử có điều gì muốn nói thì có để xuống đây hãng nói. Nếu đệ tử của ta có chỗ nào đắc tội, ngươi có phải nhẫn lại một chút. Người làm sư phụ như ta có phải chịu đựng tính khí của hắn ta nữa là. Bất Nộ Tăng vỗ vai Lý Thanh Sơn cười ha ha. Trong lòng Lý Thanh Sơn cảm thấy vô cùng ấm áp. Bất Nộ Tăng nói sẽ bảo vệ hắn thì tuyệt đối không phải là nói xuông. Bất Nộ đại sư đang bao che cho đệ tử của mình làm điều sai trái sao? Tự Khánh nói. Bao che làm điều sai trái? Đệ tử của ta sai ở đâu? Dù hắn ngông cuồng vô lễ, kiêu ngạo ngu dốt, thì vẫn tốt hơn những người chỉ vì ích kỷ của bản thân mà giết người vô tội. Bất Nộ Tăng nói. Người... Sắc mặt của Tự Khánh tím tái, nhưng thế lực của Thiền viện Thiên Long rất ghê gớm, lại còn thân thiết với phủ Sở Vương. Hắn không thể vì một câu châm chọc mà trở mặt. Hơn nữa có trở mặt thì cũng chưa chắc là đối thủ. A Khánh, chúng ta đi xuống đi. Có chuyện gì có thể từ từ nói. Cố Nhạn Ảnh nói với Tự Khánh. Nhạn Ảnh, lần này ngươi quyết định đưa ta đến đây là vì không muốn hắn chết. Tự Khánh nói ra những lời trong lòng nàng.
Có lẽ vậy. Cố Nhận Ảnh không phủ nhận nhưng cũng không đồng tình. Lý Thanh Sơn, ta thừa nhận so với những phế phẩm bình thường thì ngươi mạnh hơn rất nhiều. Nên ta khuyên ngươi không nên mắc sai lầm. Đừng vì những vật ngoài thân mà hủy lại tiền đồ sáng lạn của bản thân. Ngay cả khi bây giờ Tự Khánh đang đứng trước mặt Lý Thanh Sơn thì hắn vẫn tỏ thái độ vô cùng trịch thượng. Tiền đồ của ta không phải là thứ mà ai muốn hủy hoại là hủy hoại được, cho dù đó là thái tử đi nữa. Lý Thanh Sơn nghịch nghịch Tu La Chàng, tuyệt đối không đếm xỉa gì đến sự uy hiếp của Tự Khánh. Bất Nộ đại sư, Tu La Chàng này không phải thuộc sở hữu của một mình ta, mà nó là đồ vật của hoàng gia, đương nhiên là phải thu hồi. Chẳng lẽ Thiền viện Thiên Long thật sự sẽ vì tên này mà trở thành kẻ thù của đại hạ hay sao? Tự Khánh bị Lý Thanh Sơn chọc giận tím người, liền nói với Bất Nộ Tăng. Ngươi chỉ là một thái tử, chưa đủ quyền hạn để đại diện cho cả đại hạ. Tu La Chàng này thấm đẫm máu của những tu sĩ ở Thanh Châu, vậy mà ngươi muốn dễ dàng lấy đi như thế. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy đâu. Bất Nộ Tăng không nhân nhượng, nhưng cũng không quá cứng rắn đáp trả. Nói đi nói lại cũng là muốn có chút lợi ích. Được, ra điều kiện đi. Tự Khánh khinh thường nói. Hắn chú ý tới màu máu đậm đặc trên Tu La Chàng. Rõ ràng là Tu La Chàng bây giờ đã mạnh hơn lúc hắn vừa luyện xong rất nhiều, nên hắn cũng không ngại phải trả giá. Còn mối thù này tương lai sẽ phục thù sau. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Không có điều kiện gì hết. Ngươi không thể lấy Tu La Chàng này đi được. Lý Thanh Sơn bác bỏ. Lý Thanh Sơn, sao ngươi không nhìn lại thân phận của mình đi? Đây là có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Tử Khánh giận tím mặt vì nhiều lần bị thông lĩnh Bạch Ưng khiêu khích. Sự nhẫn nại của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Ta thấy ngươi cũng không có ý định giảng hòa, chỉ bằng chúng ta đánh một trận, ai thắng thì Tu La Chàng sẽ thuộc về người đó. Lý Thanh Sơn nói. Đánh cái gì? Tự Khánh hỏi. Không phải ngươi thích quyết đấu sao? Vậy chúng ta quyết đấu một trận. Ngươi không muốn để sư phụ của mình quyết đấu với ta sao? Quả thật là một đồ đệ tốt. Tự Khánh cười lạnh nói. Nhà Vũ Dương nhíu mày, có vẻ rất khinh thường Lý Thanh Sơn. Chẳng lẽ hắn chỉ vì hiếu thắng mà muốn dựa vào sự giúp đỡ của người khác sao? Bất Nộ Tăng lại không nghĩ như vậy. Hắn hiểu rõ sự cao ngạo và tự lập của Lý Thanh Sơn. Người như hắn chắc chắn sẽ không chấp nhận sự bảo vệ của bất cứ ai, huống chi là để sư phụ thay mình chiến đấu. Không, là ta và ngươi quyết chiến. Hai mắt Lý Thanh Sơn sáng ngời nhìn thẳng vào Tự Khánh. Ngay sau những lời này, ngoài Cố Nhận Ảnh thì ai nấy cũng đều sửng sốt. Họ hoài nghi bản thân có phải đang nghe lầm hay không. Tự Khánh không chỉ là có tu vi ba lần thiên kiếp, mà còn là một trong những hoàng tử của hoàng gia, thực lực vượt xa so với tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Thanh Sơn, đừng kích động. Bất Nộ Tăng cười khổ nói, đây mới là tính cách thật sự của Lý Thanh Sơn. Nghịch đồ ơi là nghịch đồ, chỉ bằng ngươi để cho sư phụ ra tay đi. Nhà Vũ Dương từ khinh thường trở nên kinh ngạc, cuối cùng không thể không thừa nhận rằng bản thân thật sự không thể nhìn thấu được con người Lý Thanh Sơn. Sư phụ, ta tự biết chừng mực. Ở Nam Cương ta còn được gọi là Dã Nhân Vương. Lý Thanh Sơn cười nói. Dã Nhân Vương? Lẽ nào hắn... Không, chuyện này không thể nào. Khi Tự Khánh nghĩ về điều gì đó thì lập tức phủ nhận những suy nghĩ khó tin này của mình. Hắn thân là một hoàng tử, là người có thiên phú thuận lợi nhất, có tài nguyên tốt nhất, cũng là người có công pháp mạnh nhất, nhưng cũng phải mất 300 năm mới đạt được điều này. Chỉ từ lần thiên kiếp thứ 2 đến lần thiên kiếp thứ 3 là đã mất 100 năm. Dựa vào xuất thân của Lý Thanh Sơn mà ở tuổi này đã có thể trở thành thông lĩnh Bạch Ưng đã là một kỳ tích rồi. Nếu có thể trải qua lần thiên kiếp thứ 2 cũng chỉ là có thể sống sót được tầm 20-30%, căn bản không thể trải qua lần thiên kiếp thứ 3. Cái gọi là Dã Nhân Vương tuyệt đối chỉ là hư danh. Cái gì mà Dã Nhân Vương? Dã Nhân Vương với Dã Nhân thì có khác nhau là mấy? Đúng là ở nơi hoang vu thế này, nói không sợ bị người khác chê cười sao? Cũng không thể trách khi Tự Khánh có những suy nghĩ như vậy. Hơn nữa không chỉ có hắn, mà tất cả những người có mặt ở đó, ngoại trừ Cố Nhận Ảnh, thì anh ấy cũng đều không ngờ hắn đã trải qua lần thiên kiếp thứ 3. Điều này không liên quan gì đến trí tuệ, mà chỉ là lễ thường mà thôi. Thế nào? Sợ rồi sao? Thái tử điện hạ. Tên khốn vô liêm sỉ, còn dám phô trương thanh thế. Trong lòng Tự Khánh tự tin vào nhận định của bản thân, hắn cảm thấy nhục nhã vì do dự lúc này, liền đắc ý nói.
quyết đấu với người là một sự nhục nhã đối với ta. Nhưng nề mặt thiền viện thiên long, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Lý Thanh Sơn cười thầm trong lòng. Cuối cùng thì con mồi cũng cắn câu, cá đã nhảy lên bờ. Nếu ngươi đã muốn có tu la trạng như vậy, thì cũng nên lấy ra cái gì đó tương đương giá trị để làm tiền đặt cược chưa? Nếu không trận chiến đấu này không thể tiến hành được. Không cần phiền phức như vậy, ta còn có một điều kiện. Trong mắt Tự Khánh chợt lóe lên một tia sắc bén. Điều kiện gì? Lý Thanh Sơn hỏi. Ta muốn đấu với ngươi một trận tử chiến. Trước khi chưa phân ai chết sống thì không ai được nhúng tay vào. Tự Khánh không hề che giấu ý định giết người của mình. A Khánh, chuyện này không ổn đâu. Cố Nhạn Ảnh khuyên nhủ. Nhạn Ảnh, chuyện này không liên quan đến người. Tự Khánh nghiêm túc nói. Hắn cho rằng Cố Nhạn Ảnh là đang thiên vị Lý Thanh Sơn. Cố Nhạn Ảnh lắc đầu. Sao cứ phải tự khổ mình như vậy chứ? Lý Thanh Sơn cúi đầu, giả vờ do dự để che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Hắn không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Vốn dĩ với thân phận của Tự Khánh, nếu giết chết hắn sẽ tự rước lấy vô số phiền phức. Vì vậy nên những kế hoạch ở Thanh Châu đều bị phá vỡ. Cho nên Lý Thanh Sơn vẫn còn đang cân nhắc có nên giết hắn hay không. Nhưng không ngờ rằng hắn lại đưa ra điều kiện khiến người ta thích thú như vậy. À, cái gì? Sợ sao? Tự Khánh càng tin rằng những lời của Lý Thanh Sơn vừa rồi chỉ là đang lừa bịp mà thôi. Ta nhớ mang máng là quyết đấu thì chỉ dựa vào thực lực của bản thân mà thôi. Lý Thanh Sơn thăm dò hỏi, giống như định quay xe trước khi lâm trận. Nhưng thực ra ý định giết người trong lòng đã quyết. Hắn âm thầm nói. Hắn thân là một thái tử thì chắc chắn trên người có rất nhiều đồ vật để bảo vệ tính mạng. Nếu như chỉ là một trận đánh nhau bình thường thì chưa chắc mình đã có thể giết được hắn. Đúng vậy. Trong trận quyết đấu không có được bất cứ vật ngoại thân nào. Chiếc nhẫn tu di này sẽ giao cho trọng tài bảo quản. Người chiến thắng sẽ có tất cả. Thế nào? Tiền đặt cược này cao hơn nhiều so với tu la tràng đó. Tự Khánh sợ rằng Lý Thanh Sơn sẽ nuốt lời nên đã thêm một con mồi nữa. Được. Lý Thanh Sơn đã hạ quyết tâm. Tự Khánh ơi là Tự Khánh, nếu người chết thì cũng đừng trách ta. Khi thấy Lý Thanh Sơn đồng ý, đột nhiên trong lòng Tự Khánh cảm thấy bất an. Dường như hắn đã đoán sai điều gì đó. Nhưng lập tức kiềm nén lại cảm giác bất an này. Hắn không hề có bất kỳ lý do nào để thất bại. Đại tướng quân Vương, ta mượn tu la tràng của người. Mời hai vị giao nhẫn tu gì và tất cả những đồ vật trên người ra. Nhà Vũ Dương lấy ra một cái tu la tràng, nhưng hoa văn trên đó quả nhiên khác hẳn so với tu la tràng của Lý Thanh Sơn, nhưng huyết khí lại nồng nặc hơn. Nhạn Ảnh, ngươi làm trọng tài cho bọn ta. Tự Khánh nói với Cố Nhạn Ảnh. Chuyện này cần phải được sự đồng ý của hai bên. Nhà Vũ Dương cụp mí mắt xuống. Hắn là chủ nhân của tu la chàng, theo lễ trưởng sẽ làm trọng tài phân xử. Tự Khánh làm như vậy rõ ràng là không tin tưởng hắn. Cố Nhạn Ảnh gật đầu, nàng nói với Lý Thanh Sơn. Có được không? Được. Thế là hai chiếc nhẫn tu di rơi vào lòng bàn tay của Cố Nhạn Ảnh. Nàng nắm chặt tay. Tuy đây là trận tử chiến, nhưng tao khuyên hai vị nên khoan dung. Tự Khánh nghĩ rằng Cố Nhạn Ảnh đang nói với hắn nên chỉ cười lạnh một cái rồi không bình luận gì. Từ trước đến nay ta vẫn luôn khoan dung cho người đang được khoan dung. Lý Thanh Sơn khẽ cười nói. Không thể khoan dung, tuyệt đối không thể khoan dung. Nói xong họ liền bước một bước vào trong tu la tràng. Vòng xoáy màu máu quen thuộc, bên trong tràn ngập mùi tanh của máu. Tất cả những cảnh vật đều nhuốm một màu đỏ. Địa hình trong đó cũng tương đối đơn giản. Rất nhiều dãy núi liên miên nhấp nhô chập trùng. Một đỉnh núi cao chót vót đứng cô độc, được bao quanh bởi những ngọn núi khác, và trong đó có một khoảng đất trống cực kỳ lớn. Lý Thanh Sơn và Tự Khánh đứng song song với nhau trong khoảng đất trống. Ngay sau đó, Bất Nộ Tăng và những người khác đứng trên đỉnh núi cao nhất và nhìn xuống trận chiến. Nhạc Vũ Dương, họ là ai? Một tia sáng màu đỏ chợt lóe lên, một người đàn ông với mái tóc rối bù xuất hiện trên đỉnh núi, không ngừng kêu tên Nhạc Vũ Dương. Khí chất phát ra từ trên người hắn là khí chất của một vị Atula vương. Một người sống và một người chết. Nhạc Vũ Dương nói. Đấu sinh tử. Thú vị. Atula vương nói. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Nhạc Vũ Dương hỏi. Còn có trận quyết đấu mà ngươi không nắm chắc sao?
Atula Vương có chút kinh ngạc, ánh mắt cụp xuống. Nếu muốn ta cường, thì ta sẽ đặt cho tên tiểu tử bên phải. Nhạc Vũ Dương khẽ giật mình. Người bên phải là Lý Thanh Sơn. Hắn trầm giọng nói. Hắn còn chưa trải qua 3 lần thiên kiếp. Cái gì? Không lẽ ta nhìn lầm sao? Atula Vương không biết gì về Lý Thanh Sơn. Chỉ dựa vào bản năng của một người tham gia chiến đấu để phán đoán, hắn nhìn thật sâu vào Lý Thanh Sơn. Hơi thở của hắn không lộ ra. Sao ngươi biết hắn chưa trải qua lần thiên kiếp thứ 3? Ta cảm thấy hắn còn khó đối phó hơn tiểu tử bên trái. Nói không chừng là ngươi nhìn nhầm rồi. Nhà Vũ Dương muốn phủ nhận, nhưng thật khó để nghi ngờ trực giác của Atula Vương về một trận chiến. Chẳng lẽ là mình sai sao? Lý Thanh Sơn, ngươi có thủ đoạn gì thì cứ mặc sức phát huy. Ta muốn xem ngươi lấy tự tin ở đâu mà dám quyết chiến với ta. Nghe nói thứ ngươi luyện là chấn mã đồ lục thất truyền của Thiên Long Thiền Viện. Để ta xem có gì đặc sắc. Chiều theo ý người. Lý Thanh Sơn dỡ bỏ sự chấn áp của ma tâm. Chỉ trong nháy mắt, một luồng ma khí phóng thẳng lên trời, giống như thủy triều từ 4 phương 8 hướng điên cuồng lao tới. Mặc dù vẫn chưa đủ thời gian để mài giũa chất, nhưng từ góc độ về lượng mà nói thì hiệu quả thực sự đáng kinh ngạc. Tự Khánh sững sờ và không thể tin được. Ma Vương. Con người của Nhạc Vũ Dương co rụt lại. Chỉ thấy đôi mắt của Lý Thanh Sơn đỏ sẫm trong ma khí cuồn cuộn, giống như vì sao mở trong đêm. Trên người hiện lên những hoa văn ma quỷ thần bí. Hắn đột nhiên thông suốt. Chỉ là một tu sĩ kim đan mà có thể bình tĩnh giết chết phi hoàng yêu xoáy dưới nạn châu chấu hoành hành, thì hắn nhất định không chỉ dựa vào tu la chẳng. Nhưng mà chuyện này làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Bất Nộ Tăng sửng sốt một chút, sau đó phá lên cười. Người đệ tử này luôn khiến hắn ngạc nhiên. 3 lần thiên kiếp. Hắn sống sót qua 3 lần thiên kiếp. Nhạc Binh lẩm bẩm. Hắn nhớ tới lúc mình ở Nhạc Sơn còn muốn cùng tỉ thí với Lý Thanh Sơn. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật nực cười. Lý Thanh Sơn à, Lý Thanh Sơn, hóa ra ta còn đánh giá thấp ngươi rồi. Hàn An Quân liếc nhìn Hàn Quỳnh Chi một cái, nhìn thấy vẻ mặt nàng có vẻ yên tâm, liền không kìm nổi mà thở dài. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào thứ này mà có thể đánh bại ta sao? Từ Khánh vừa rồi vừa kinh ngạc, bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh, gầm lên một tiếng rồi hóa thành một con hắc long lao về hướng Lý Thanh Sơn. Được rồi, bây giờ không cần đoán nữa, thắng bại đã phân rõ rồi. Atula Vương trịnh trọng nói. Thực lực của họ chênh lệch không nhiều, Nhạc Vũ Dương nói, thậm chí Tự Khánh còn hơn một bậc. Ngươi còn không hiểu sao? Ta cảm thấy ngươi làm đại tướng quân vương quá lâu rồi. Bây giờ ngay cả những thứ cơ bản nhất cũng quên. Lúc thú dữ săn mồi, không phải là càng trốn kỹ càng tốt sao? Tên tiểu tử bên phải có thể sẽ tiếp tục che giấu sức mạnh của mình. Đến thời điểm mấu chốt sẽ tung ra chiêu quyết định. Nhạc Vũ Dương im lặng không nói nên lời. Chẳng lẽ hắn đã đạt được mục đích nên không tiếp tục ẩn núp nữa? Hắn đã có lòng tin chắc chắn sẽ giết chết Tự Khánh ở đây sao? Vòng xoáy màu máu đang quay cuồng. Tiếng gầm của con hắc long truyền ra khắp tu la chàng và nó lao về phía Lý Thanh Sơn với hàm răng và móng vuốt nhe ra sắc nhọn. Ngoại trừ Nhạc Vũ Dương, Bất Nộ Tăng và Atula Vương thì những người khác chỉ thấy một luồng sáng đen lao về phía Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cười khẽ một tiếng, yêu khí bùng nổ giống như khói bốc lên trời, trong nháy mắt đã bao phủ hình ảnh của hắn. Bùm! Hắc long đâm sầm vào cột khói. Trong luồng ma khí cuồn cuộn bỗng có một bàn tay bằng kim loại cực lớn đè lên đầu rồng. Hắc long giãy giụa nhưng không thể tiến lên một bước nào nữa. Hắn giống to. Không thể nào. Sau khi ta vất vả luyện hắc đế long điển trở thành hắc long thì cả sức mạnh thể chất và tinh thần đều mạnh giống như yêu vương. Làm sao có thể bị ngăn cản dễ dàng như vậy được? Có một bóng người khổng lồ mờ mờ ảo ảo hiện ra trong ma khí. Đột nhiên hắn hít một hơi thật sâu. Ma khí cũng theo đó mà cuồn cuộn chảy ngược lại. Sau khi ma khí chảy ngược vào trong, chỉ lộ ra một con người khổng lồ mặc giáp cao đến 100 trượng, giống như một ngọn núi đứng sừng sững. Trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng yêu ma. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt lấy bàn tay của Hắc Long rồi kéo về phía sau. Hắc Long dùng cơ thể cao gần 200 trượng bất giác lao về phía trước. Một bàn tay to khác ôm chặt lấy cơ thể rồng của hắn, bất ngờ bị ném nửa vòng khiến cho hắn ngã mạnh xuống đất. Dầm! Những tảng đá sụp đổ và mặt đất cũng nứt ra. Hai mắt của Hắc Long mở to, toàn thân đều đau đớn vô cùng. Hai tay to lớn dùng sức kéo, cơ thể to lớn của hắn một lần nữa bị ném lên trời.
Bùm! Lý Thanh Sơn đánh con Hắc Long giống như một đứa trẻ đánh chết một con rắn. Hắn nắm lấy Hắc Long rồi quật qua quật lại, tiếng cười vang ra từ bộ giáp nặng nề. Những người đang chứng kiến trận chiến đấu vô cùng sững sờ. Đây không giống là một trận chiến sinh tử, mà rõ ràng là trò chơi từ một phía. Ta cũng đã nhìn lầm rồi, làm sao mà sức mạnh của hắn lại có thể ghê gớm như vậy được? Atula Vương ngạc nhiên cảm thán. Cả về sức mạnh thể chất lẫn tinh thần của tên Hắc Long kia đều hơn hắn. Dù đó là Atula Vương cũng không thể chỉ dùng một tay để ngăn cản sức mạnh toàn lực của hắn khi xông lên tấn công như vậy. Tuy rằng sức mạnh không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá mức hiệu quả của một trận đấu, nhưng một khi sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn như vậy, hơn nữa còn là đánh giết ở cự ly gần như thế, thì kết quả của trận chiến dường như ai cũng có thể dự đoán được. Ta thật sự muốn đánh với hắn một trận. Chấn Ma Độ Lục không hổ là bí mật thất truyền của Thiên Long Thiền Viện, còn mạnh hơn nhiều so với Hắc Đế Long Điển. Nhà Vũ Dương cảm thấy mình không thể quan sát thật kỹ vị hòa thượng bên cạnh. Nếu đồ đệ đã mạnh như vậy thì sư phụ còn lợi hại đến mức nào? Bất Nộ Tăng đang tập trung quan sát trận chiến, sau một hồi sửng sốt kinh ngạc, sau đó hắn liền cười nói: Đạo hữu quá khen, tên tiểu tử này chắc chắn đã gặp được cao nhân ở Thanh Châu, chứ chỉ một mình Chấn Ma Độ Lục thì không thể có uy lực như vậy được. Lông mày của hắn nhíu lại, bởi vì biểu hiện của Lý Thanh Sơn quả thật không bình thường. Dù Chấn Ma Độ Lục là sự kết tinh của ma tâm, nhưng về bản chất thì hoàn toàn khác so với ma tộc. Hiện tại Lý Thanh Sơn không khác gì một ma vương, khí chất hung ác cuồng bạo không hề bị khống chế, thậm chí còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn cả một ma vương bình thường. Chấn Ma Độ Lục trong tay hắn đã hoàn toàn thay đổi so với dáng vẻ ban đầu. Chẳng lẽ hắn bị tẩu hòa nhập ma rồi? Bất Nộ Tăng ngay lập tức xóa bỏ ý nghĩ này. Những biểu hiện hàng ngày của Lý Thanh Sơn không có chỗ nào bất thường, không có chút nào gọi là mất khống chế hay có sự thay đổi quá lớn về mặt cảm xúc. Hơn nữa, bị tẩu hòa nhập ma là một trạng thái tiêu cực rất đáng sợ. Trước giờ chưa từng ai sau khi bị tẩu hòa nhập ma mà lại trở nên mạnh hơn cả. Chính xác thì hắn đã gặp phải chuyện gì ở Vũ Châu? Lý Thanh Sơn! Hắc Long gầm lên giận dữ khi bị ném lên trời lần nữa. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Nước màu đen từ trong miệng hắn phun ra như thác đổ, giống như một con sông lớn có nước màu đen. Hắn xông thẳng lên trước mặt Lý Thanh Sơn. Muốn làm gì? Lý Thanh Sơn cười hỏi. Hắc Long nhận được một trận cười cợt chế giễu. Chiếc mặt nạ của hắn đã bị ăn mòn mất một lớp, nhưng phía sau vẫn còn một khối giáp dày cộm nặng nề. Dường như dáng vẻ bị ma hóa của hắn hoàn toàn là do bộ áo giáp này tạo thành. Nó không có ưu điểm gì ngoài sức mạnh phòng ngự mạnh mẽ. Hắc Long dùng hết sức giãy giụa. Lý Thanh Sơn thấy bộ dạng này thì nở một nụ cười nham hiểm. Hắn cố tình không dùng hết sức để nắm chặt, cùng với âm thanh va chạm của kim loại có rất nhiều vảy rồng bị bong chóc ra. Cơ thể Hắc Long đau đớn kịch liệt khiến hắn gần như phát điên. Hắn quấn quanh người Lý Thanh Sơn, bốn cái móng vuốt rồng kẹp chặt lấy những chỗ hiểm trên cơ thể, rồi mở miệng rồng cắn lấy cổ hắn. Móng vuốt đâm sâu cùng với tiếng kim loại xoắn lại là sự biến dạng nghiêm trọng của bộ áo giáp mà. Hắc Long siết cổ, ma khí của Lý Thanh Sơn tiêu tan. Ánh sáng ma tâm cũng trở nên mờ nhạt, xung quanh hắn bị quấn lấy một sợi tơ mỏng màu đen, hóa ra là một Hắc Long thu nhỏ. Hình khóa chặt trái tim của ma quỷ của Lý Thanh Sơn khiến cho tu vi không thể sử dụng được. Đây không chỉ là đang bóp nghẹt thân thể, mà còn là trực tiếp chấn áp sức mạnh hắn. Ta muốn giết người! Hắc Long gầm lên, mang theo sát khí hừng hực. Tiểu tử này quá sơ suất, hay nói cách khác là căn bản không có ý chí chiến đấu. Nếu như chống chiêu này thì chuyện thắng bại khó mà nói. Atula Vương lắc đầu, nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ đó là tại sao đến bây giờ mà hắn chẳng thể cảm nhận được bao nhiêu ý chí chiến đấu. Không ngờ Chấn Ma Độ Lục mà ta luyện ra hôm nay lại bị người khác chấn áp mất. Nhưng đáng tiếc là ngươi vẫn quá yếu. Ta từng xem ngươi là một kẻ địch mạnh, dù là tốc độ tu luyện chậm, nhưng không ngờ ngươi vẫn yếu như vậy. Đừng nói đến so sánh với những ma vương mạnh như Vũ Dương Vương hay Âm Dương Vương, dù là người xuất gia nửa mùa như Thực Cốt Vu Vương thì cũng mạnh hơn người. Trận quyết chiến này quả thực số quá nhàm chán. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ, trong lòng hoàn toàn không thấy tức giận chút nào. Tuy nói dù sư tử vồ thỏ cũng sẽ dốc hết sức, nhưng đó là vì không dùng hết sức thì con thỏ sẽ chạy mất. Nhưng còn loại thỏ chỉ điên cuồng cắn xé trên cơ thể sư tử thế này thì cũng chỉ để cho sư tử phải xấu hổ mà thôi. Tuy nhiên trong mắt người ngoài,
Lý Thanh Sơn quả thực đang ở trong tình thế tuyệt vọng khủng khiếp. Áo giáp ma khổng lồ không ngừng vặn vẹo co rút và bị nước màu đen ăn mòn, móng vuốt không ngừng đâm sâu vào trong, dù áo giáp có bao nhiêu cũng không thể bảo vệ được hắn mãi. Tự Khánh, lão tử sẽ nổ tung ma tâm để chết chung với người, Lý Thanh Sơn kêu to. Người... Trong lòng Tự Khánh bỗng nhiên khựng lại. Tuy chiêu thức của hắn là chiêu thức giết người rất mạnh, nhưng cũng là lỗ hổng chết người. Đó là hắn không thể ngăn chặn được hành động tự kích nổ của kẻ địch. Nếu một kẻ địch đã quyết tâm tự kích nổ, thì trường hợp này không thể tránh khỏi việc trở thành phế nhân. Hắn không sợ chết, nhưng nếu chết theo cách này thì quá đau lòng rồi. Thật không ngờ ngươi đường đường là một thái tử mà lại phải chết chung với một kẻ như ta. Chỉ bằng ngươi nhận thua đi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, Lý Thanh Sơn cười nói. Đừng hỏng, Tự Khánh vô cùng tức giận, rõ ràng là đã bị dồn vào nước đường cùng mà còn dám uy hiếp hắn. Vậy chúng ta cùng chết đi, Lý Thanh Sơn nói. Đến đây, Tự Khánh gầm lên một tiếng, dùng hết sức bóp cổ Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn trầm mặc một hồi, tim gan Tự Khánh như sắp nhảy ra ngoài, chuẩn bị tư thế chạy trốn. Ta đùa thôi, chết chung cái gì, ngươi nằm mơ à? Lý Thanh Sơn cười cười, nhưng trò đùa đã kết thúc. Hắn đưa ra hai quyết định. Một, không còn dùng sức mạnh tuyệt đối của Ngưu Ma biến để nghiền nát, cũng không dùng bất kỳ sức mạnh biến hóa nào khác, chỉ dùng chấn ma đồ lục để chiến đấu. Nhân cơ hội này để trao dồi sức mạnh mới toanh này, để tránh việc những người đứng xem nghi ngờ. Hai là nghiêm túc một chút. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để tâm thần trở về bên trong ma tâm. Khí tức thay đổi rồi. Atula Vương vốn đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên đứng dậy rồi nhìn chằm chằm về phía chiến trường. Hắn nở một nụ cười tươi rói mà nói. Cuối cùng cũng có chút thú vị. Tự Khánh ta chính là hoàng tộc đại hạ, là thiên mệnh chi tử. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên dân đen lại dám đấu với ta. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hắc Long gầm thét cuộn mình, khiến áo giáp biến thành sát vụn. Ta nhớ trước đây, ngươi cũng không ngu ngốc như bây giờ. Chẳng lẽ lúc độ kiếp bị sét đánh đến điên rồi? Lý Thanh Sơn bỗng nhiên mở chừng hai mắt, sát khí bắt đầu sôi trào, lệ khí dâng cao tận trời. Vòng xoáy huyết sắc bắt đầu ra tốc quay tròn, ma tâm tỏa ra ma quang đánh thẳng vào Hắc Long đang quấn quanh. Một phần lớn lực lượng của ma tâm đều đến từ ma tính. Hơn nữa dưới tình huống gần như chơi đùa này, hắn cũng không phát huy thực lực chân chính của mình. Chiến ý dũng mãnh thật, Nhạc Dương cất lời khen ngợi. Hắn thân là một chiến sĩ, đương nhiên sẽ tán thưởng chiến sĩ chân chính. Bây giờ cũng nhìn Lý Thanh Sơn với cặp mắt khác xưa, hắn quay đầu hỏi Hàn An Quân. Vì sao lúc trước ngươi lại không nhận hắn làm đệ tử binh ra? Hàn An Quân không thể nào trả lời, mọi chuyện đều là gặp may đúng dịp. Nhưng nhận một người nữ tế như vậy cũng xem là không uổng công, Nhạc Vũ Dương nói thêm. Hàn An Quân nở một nụ cười đắng chát. Hắn cũng không muốn có một người nữ tế như vậy, chẳng qua do nữ nhi nhà hắn quá cố chấp. Lý Thanh Sơn nghiêm túc hơn, Tử Khánh cũng cảm thấy tình thế của mình bây giờ rất nguy hiểm, trong lòng hắn xuất hiện sự dao động. Không thể thế được, đây là tuyệt sát chi thế của Hắc Đế Long Điển, cho dù thực lực không bằng nhau cũng có thể lấy yếu thắng mạnh, vì sao ngươi lại có thể tránh thoát? Không vì sao cả, chẳng qua là vì ngươi quá yếu mà thôi, yếu cả về thực lực lẫn tâm trí. Vượt qua lần thiên kiếp thứ 3 trở thành thái tử đại hạ, khiến ngươi có một ảo giác rằng mình rất cường đại. Nhưng thật ra, ngươi còn yếu hơn lần đầu tiên ta gặp ngươi đó Tự Khánh ạ. Lý Thanh Sơn cứ như nghe được tiếng lòng của Tự Khánh, hắn vừa cười vừa nói. Ngậm miệng. Ít nhất lúc đó, ngươi vẫn còn biết sợ hãi, ngươi hiểu được về chủ tính. Bây giờ chẳng qua trở thành thái tử, thật sự cho rằng mình đã đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn, có thể coi trời bằng vùng, muốn làm gì thì làm sao. Từng câu nói của Lý Thanh Sơn như sát muối vào trái tim của Tự Khánh, sát khí cũng càng thêm nồng đậm. Trong thoáng chốc, Tự Khánh có một loại ảo giác, không phải hắn đẩy Lý Thanh Sơn vào tuyệt cảnh, mà là Lý Thanh Sơn đang nắm lấy điểm yếu của hắn. Tự Khánh trở thành thái tử còn chưa tới một năm, sự biến hóa đột ngột của thân phận địa vị khiến hắn có một sự tự tin chưa từng có. Nghe được Tu La Chàng xuất hiện tại Thanh Châu thì vội vàng chạy tới, dễ dàng nhẹ nhõm như lấy đồ từ trong túi của mình. Nhưng chuyện trước mắt lại hoàn toàn vượt khỏi dự tính của hắn. Đến cùng là nơi nào đã xảy ra vấn đề? Đối với thế giới Cửu Châu mà nói, vượt qua lần thiên kiếp thứ 3 cũng xem như đã đứng trên đỉnh thức ăn, có thể thả lòng một chút, hưởng thụ núi non trước mặt.
bản thân Tự Khánh cũng tu hành công pháp đỉnh tiêm, có được quyền lợi và địa vị cực cao, thậm chí có cơ hội ngồi lên bảo tọa hoàng đế đại hạ. Nhưng đột nhiên nhìn lại, thì tiểu nhân vật đã từng chẳng đáng nhắc tới kia đã đuổi kịp bước chân của hắn, thậm chí còn đi nhanh hơn hắn một bước. Nếu kẻ thù của ta đều là những người giống như người, thì báo thù quá nhàm chán, ma tâm vô hối. Lý Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, ma tâm tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi, hắn phá vỡ sự trói buộc, ma khí tuôn trào. Phá! Mấy chục cái chấn ma tháp lớn nhỏ bắt đầu hiện ra ở khắp mọi vị trí trên ma khải như những mũi thương bén nhọn. Một tiếng long ngâm đau đớn vang lên, cả người Hắc Long bắt đầu xuất hiện từng vết long huyết, thế quận mình cũng vì vậy mà hơi khựng lại, nhưng nó vẫn chưa chịu buông nanh vuốt ra, nghĩ thầm trong lòng rằng chỉ cần kiên trì một chút nữa, xé rách lớp áo giáp đáng chết này thì ta có thể giết hắn rồi. Mở! Cả người Lý Thanh Sơn run lên, ma khí bắn ra, Hắc Long bị chấn bay ra ngoài. Tỏa! Lý Thanh Sơn xua tay, chấn ma tỏa bắn ra ngoài rồi cuốn lấy cái đuôi của Hắc Long. Chấn ma tỏa liên kéo căng, Hắc Long bay về phía trước, dãy lên để tránh khỏi sự trói buộc. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được một sự sợ hãi đã lâu chưa thấy. Chấn! Lý Thanh Sơn quát, một bóng mở xuất hiện, chấn ma tháp to lớn tựa như tòa núi cao giáng từ trên trời xuống đè lên Hắc Long. Hắc Long quay người cắn đứt chấn ma tỏa liền, rồi thu nhỏ cơ thể lại, né tránh sự chấn áp của chấn ma tháp. Hắn bỏ chạy về phía dãy núi bên ngoài chiến trường. Cảnh tượng này vượt khỏi những gì mọi người dự đoán, Tự Khánh lại bị đánh chạy. Dù Hắc Đế Long Điển rất mạnh, nhưng so sánh với chấn ma đổ lục thì cũng không chiếm được ưu thế. Hơn nữa, cho dù Lý Thanh Sơn không dùng chấn ma kiểu biến, chỉ dựa vào ma tính cường đại, thì chiến lực cũng hơn cả ma vương bình thường. Nhạc Đạo Hiếu, chuyện này tính sao đây? Lý Thanh Sơn cũng không vội đuổi theo, cũng có thể nói rằng dưới tình huống không sử dụng thần thông thì hắn cũng không đuổi kịp. Trận đấu còn chưa kết thúc, ta đã phong tỏa tu la chẳng, chỉ có một người có thể đi từ trong đó ra ngoài. Nhạc Vũ Dương nghiêm nghị nói, dù hắn không muốn để một tên hoàng thái tử chết trong tu la chẳng của mình, nhưng đã quyết đấu thì phải có quy tắc, đã có lòng muốn giết người thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị người giết. Nếu hắn cứ trốn như vậy thì sao? Lý Thanh Sơn nói. Mỗi một canh giờ, ta sẽ thu nhỏ phạm vi hoạt động của các ngươi một lần. Đây cũng là một trong những quy tắc của quyết chiến. Nhạc Vũ Dương đáp. Chuyện này xem như báo ứng rồi. Lý Thanh Sơn cười ha hà. Hắn nhớ về nhiều năm trước đây, Tự Khánh đã dùng quy tắc này để đẩy nhiều người tu hành vào tuyệt cảnh. Nếu đã vậy, thì ta đứng đây chờ hắn một lúc cũng được. Lý Thanh Sơn cởi bỏ trọng giáp ma hóa, rồi khoanh chân ngồi xuống xem xét ma tâm của mình. Sau khi trải qua một trận chiến kịch liệt, ma tâm đã tiêu hao khá nhiều, nhưng cũng đã đào thải bớt cặn bã. Ma tâm vô hối, nghịch đổ, ngươi tu hành chấn ma đồ lục bằng cách nào? Bất Nộ Tăng lớn tiếng chất vấn. Đương nhiên là lĩnh ngộ ở bên trong chấn ma điêu tượng, chẳng lẽ có điều gì không đúng sao? Lý Thanh Sơn cố ý giả vờ như mình hoàn toàn không biết gì. Đâu chỉ là có chỗ không đúng, đây chẳng khác nào là từ lúc bắt đầu đã sai, rất sai. Bộ dạng này của ngươi khác gì một ma tộc chứ? Bất Nộ Tăng vô cùng đau đớn mà thốt lên. Khác, ta không những không làm chuyện xấu mà còn chống nạn châu chấu, cứu được hơn 100 vạn người. Ngươi nói xem có gì khác nhau? Sư phó, kiến thức của ngươi quá hạn hẹp, nói không chừng cách tu hành của ta mới đúng, ngươi tu sai rồi. Bất Nộ Tăng cũng có chút chần chừ, chẳng lẽ bên trong chấn ma đổ lục thật sự có một con đường như vậy ư? Hắn lại hỏi tiếp. Ngươi vượt qua lần thiên kiếp thứ 3 khi nào? Cũng mới cách đây không lâu, Lý Thanh Sơn nói. Uổng cho ngươi có thể kiềm chế không nói, ta thấy ngươi rõ ràng là đang chột dạ. Ta không thẹn với lương tâm, có gì để chột dạ chứ? Lý Thanh Sơn ngẩng mặt lên trời hô to. Tự Khánh, đừng kéo dài thời gian, mau ra đây chịu chết đi. Tiếng nói vang vọng khắp dãy núi. Trong một khe núi nào đó, Hắc Long đã thu nhỏ chỉ còn bằng ngón tay út. Nó len lỏi ẩn trốn trong một khe núi như một con rắn nhỏ, thu liếm tất cả khí tức của mình. Tức giận, sợ hãi, chán nản, hối hận, đủ loại cảm xúc sôi trào trong lòng hắn. Sự kiêu ngạo vì được làm thái tử đã tan rã, hắn thì thầm trong lòng. Không, ta không thể chết, ta muốn báo thù. Lý Thanh Sơn, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi phải hối hận. Thời gian từ từ trôi qua,
Lý Thanh Sơn quyết định chú tâm tu hành, tiếp tục rèn luyện ma tâm. Nhà Vũ Dương thì không ngừng thu nhỏ phạm vi của toàn bộ chiến trường. Không biết đã trôi qua bao lâu, có một đám mây đen dâng lên từ trong khe núi rồi tràn ngập trong sơn phong. Ở giữa đám mây còn có tiếng sấm vang rền, long ảnh lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng đã đến. Lý Thanh Sơn nở một nụ cười quát lớn. Đừng lê ma lê mề, mau tới đây chúng ta kết thúc trận chiến. Trong chớp mắt, mây đen đã bao phủ khắp bầu trời, cũng bao phủ đỉnh đầu của Lý Thanh Sơn. Từng giọt mưa màu đen rơi xuống, kích động ma khí hộ thể xung quanh người Lý Thanh Sơn, tạo nên một lớp xương trắng. Đúng lúc này, thời gian một canh giờ lại đến. Nhạc Vũ Dương bắt đầu thu nhỏ phạm vi chiến trường. Khu vực hai người có thể hoạt động cũng chỉ còn một khoảng đất trống được các dãy núi bao quanh trước mặt này và một số dãy núi xung quanh mà thôi. Mà tất cả những vị trí này đều bị mây đen phủ kín. Lý Thanh Sơn, tử kỳ của ngươi đã đến. Long ảnh dô tàu, trong mây đen vang lên giọng nói của Tự Khánh, kéo theo đó là tiếng sấm cuồn cuộn cứ như là mệnh lệnh của trời xanh. Chiêu này tên là Ô Vân Cái Đỉnh, vốn là chiêu số dùng để công thành phá núi của Hắc Đế Long Điển. Sức phá hoại của nó rất lớn, nhưng lại không phù hợp dùng trong đấu pháp. Nếu không thì địch nhân chỉ cần tùy tiện lắc người một cái là có thể thoát thân khỏi bóng mây đen. Nhưng Tự Khánh canh thời gian rất chuẩn, đã tính sẵn địa lợi để Lý Thanh Sơn không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể đối đầu chính diện. Ngươi chuẩn bị nửa ngày trời là vì tắm rửa cho ta sao? Lý Thanh Sơn đứng sừng sững trong chiến trường, hắn cất giọng hét lên một tiếng dài phá vỡ màn mưa, xé rách tầng mây. Cái đuôi của Hắc Long vừa lộ ra thì chấn ma tỏa liên phá không bay thẳng đến đó. Đuôi của Hắc Long vung vẩy, tránh đi sự dây dưa của chấn ma tỏa liên. Hắn lại ẩn mình trong mây đen, miệng rồng không ngừng nhả mây, tạo mưa để đám mây đen càng ngày càng dày đặc. Mây đen im ắng che phủ lấy chiến trường, cơn mưa to như chút nước, chỉ trong chốc lát đã ngập hai chân Lý Thanh Sơn. Làn nước đen như có sinh mệnh, không ngừng lao về phía hắn, ý đồ nhấn chìm hắn. Lý Thanh Sơn rùng mình, hắc thủy biến thành hàng vạn giọt nước bắn ra bốn phương tám hướng. Ma hóa. Ma khí cuồn cuộn hóa thành chiến giáp to lớn cao hàng trăm trượng, sừng nhọn trên đầu của hắn như có thể chạm đến tầng mây. Nhưng dường như nó thon gọn hơn ban nãy, đã không còn dáng vẻ thô kệch nặng nề. Mi tâm ma khải còn ngưng kết ra một ma nhãn, một luồng ma quang bắn thẳng vào tầng mây, giả qua giả lại để tìm kiếm vị trí của Hắc Long. Khi nhìn thấy có một long ảnh hiện lên thì vung một quyền đánh tới. Đám mây đen bị đâm thủng tạo thành một cái lỗ thật lớn, nhưng lại dần thu hẹp lại, vẫn chưa thấy bóng dáng Hắc Long đâu cả. Tự Khánh trốn tránh không xuất hiện cho tới khi đám mây đen trở nên vô cùng dày đặc. Khi những tia sét ẩn hiện trong đám mây không kiềm chế được nữa thì đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên. Chịu chết đi. Lóe lên, lóe lên, một tia sét đáng sợ đánh xuống, mang theo sự thù hằn tức giận đánh thẳng vào đầu Lý Thanh Sơn. Ánh sét lấp lánh hóa thành lưới điện chạy dọc toàn thân hắn, cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất. Càng người Lý Thanh Sơn tê dần, lại một ánh sáng chói mắt hiện lên, bên tai là tiếng sấm đùng đoàng liên hồi, những tia sét đánh xuống liên tục. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 174 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.